Chơi tới 7 trận rồi mà mình thua nó trận đầu rồi. Cái trận thứ hai thì tụi nó chơi nhưng mà không có gia nịt thì thắng lại rồi 1-1. Bây giờ đang chơi trận này nó vẫn chưa vô được nữa, nó vẫn ao, cho nên không biết là nó thắng hay thua đây nè.